Dịp này, quận Nguyễn Sơn Trà tổ chức trao huy hiệu đảng được 2 tháng 9 năm 2020 và đợt ngày 7 tháng 11 năm 2020 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn thuộc đảng bộ quận. Trong đợt này, đảng bộ quận Sơn Trà có 119 đảng viên vinh dự và huy hiệu đảng, trong đó có một đảng viên và huy hiệu 80 năm tuổi đảng, 4 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận quy hiệu 65 năm tuổi đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng và 79 đảng viên nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40 năm tuổi đảng và 30 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng, bày tỏ sự trân trọng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các đảng viên đi trước lãnh đạo của ủy sân trà mong muốn các đảng viên và quỹ hiệu đảng được này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng tích cực tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo